con đang theo dõi cảnh báo dịch hại. Bản tin được phát sóng định kỳ lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thưa bà con, hiện tại do ảnh hưởng một loạt áp thấp trên các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp mưa trên diện rộng vào chiều và tối, chưa kể ngày nắng gián đoạn kết hợp với nền nhiệt thấp, ẩm độ cao nên sâu bệnh hại phát sinh và phát triển rất mạnh. Bản tin ngày hôm nay ngoài việc thông tin dự báo nhanh về tình hình dịch hại cũng sẽ chuyển đến với bà con các giải pháp của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con theo dõi. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo đó, thống kê của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, tuần qua toàn vùng ghi nhận có khoảng 70.305 hecta lúa của bà con bị các sinh vật gây hại và tấn công. Trong số đó, đáng chú ý và nguy hiểm nhất là sầy nâu, rầy phấn trắng, sâu cuốn lá nhỏ và đào um lá với tổng diện tích gây hại khoảng 41.789 hecta. Cụ thể như sau: rầy nâu, diện tích nhiễm rầy nâu là 2.583 hecta, mật số rầy nâu trên đồng phổ biến từ 500 đến 1.500 con trên một mét vuông. Các tỉnh có diện tích nhiễm rầy nâu như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang và Sóc Trăng. Rầy phấn trắng, diện tích nhiễm rầy phấn trắng là 14.529 hecta, mật số bọ phấn trên đồng phổ biến từ 2.000 đến 4.000 con trên một mét vuông, nơi cao nhất là trên 6.000 con trên một mét vuông với diện tích là 480 hecta. Các tỉnh có diện tích nhiễm rầy phấn trắng như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Long An và Trà Vinh. Sâu cuốn lá nhỏ, diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ toàn vùng là 8.096 hecta, một số sâu phổ biến từ 10 đến 25 con trên một mét vuông, nơi cao nhất là trên 50 con trên một mét vuông trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh. Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện phổ biến tại các tỉnh như Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Trà Vinh và Đồng Tháp. Bệnh đào ôn, bệnh đào ôn lá, toàn vùng có 15.152 hecta lúa bị nhiễm bệnh, tăng 6.939 hecta so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 15%, nơi cao nhất là trên 20%, phân bố chủ yếu ở các tỉnh như Long An, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng và Kiên Giang. Bệnh đào ôn cổ bông, toàn vùng có 1.429 hecta nhiễm bệnh, tỷ lệ bệnh từ 5 đến 8%, bệnh xuất hiện ở các tỉnh như Vĩnh Long, Hậu Giang và Sóc Trăng. Nhận định và dự báo từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, với tình hình thời tiết nắng nóng vào buổi sáng và mưa nhiều về các buổi chiều và tối, cộng với nguồn bệnh sẵn có trên đồng ruộng, các loại sâu bệnh sẽ tiếp tục lây lan ra diện rộng. Do vậy, bà con cần phải thường xuyên thăm đồng ruộng để phát hiện và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đặc biệt chú ý đến đối tượng sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy phấn trắng và bệnh đạo ôm lá gây hại trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đồng và trổ. Bà con mình cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh hại. Trên các ruộng trồng giống nhiễm, gieo sạ dày, bón thừa phân đạm ở giai đoạn đón đồng, ruộng đã nhiễm bệnh đạo ôn lá ở giai đoạn trước trổ cần chủ động phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông. Quản lý rầy nâu, rầy phấn trắng, bà con sử dụng bộ đôi sản phẩm đang được nhiều bà con nông dân tin dùng và đánh giá rất cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Đó là Macram 800WG và Potaratop 247SC. Macram 800WG triệt phá ổ rầy. Với hoạt chất Bimetrozin và Nitenbiram, Macram 800WG là hỗn hợp thuốc trừ sâu rầy có tác động tiếp xúc, vị độc và nội hấp. Thuốc có hiệu lực diệt trừ tức thời đối với rầy hại lúa. Potaratop 247SC đặc hiệu bọ trĩ, rệp sáp, rầy nâu. Với hoạt chất Thiamethoxam và Lambda Cyhalothrin là thuốc trừ sâu phổ rộng có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn. Thuốc diệt trừ sâu kiểu miệng nhai, chích hút hại cây trồng. Trong khi đó, để quản lý sâu cuốn lá, bà con có thể sử dụng sản phẩm Fanmax 350SC với nhiều tính năng nổi trội như sâu chết đen và dính ngay trên lá. Fanmax 350SC là thuốc trừ sâu phổ rộng có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn. Thuốc tác động lên hệ thần kinh, ngăn chặn quá trình lột xác của sâu, làm sâu chết trong vòng 3 ngày. Đối với đối tượng đào ôm lá, bà con cần thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trị, bởi đây là bệnh gây nguy hiểm cho cây lúa, gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Nếu không phát hiện và phòng trị kịp thời, bệnh đào ôm lúa có thể dẫn đến mất trắng năng suất, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho bà con nông dân. Sản phẩm Trobimlus 400SC với hai hoạt chất tiên tiến là phenoxanin và azoxystrobin phòng trừ đào ôm cực mạnh. Ngoài khả năng bám dính cực cao giúp khô nhanh vết bệnh, thì sản phẩm còn giúp giữ xanh bộ lá đồng và không cần phối trộn thêm các dòng sản phẩm khác trên thị trường. Với liều lượng là 0,5 lít trên 1 hecta,
pha 25ml trên bình 25 lít, lượng nước phun là 500 lít trên 1 hecta. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cảnh báo dịch hại kỳ này. Bà con đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Khi bà con có các thắc mắc liên quan đến các đối tượng dịch hại cần kỹ sư tư vấn giải đáp, hay gọi 1800 1163, tổng đài miễn phí cước của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để được hỗ trợ. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin kỳ sau.